Xin chào anh em, bọn mình là nhóm review. Thì hôm mai bọn mình sẽ làm một clip for fun nhân ngày 20 tháng 10. Tặng các chị em thì bọn mình sẽ hỏi các chị em một câu hỏi, đó là các chị em sẽ chọn nuôi con trai hay là nuôi con chó. Đấy, các chị em sẽ chọn nuôi con gì, con trai hay con chó. Thì mình sẽ bắt đầu ngay tại đây. Mình sẽ lên hỏi chị Hương. Đi thôi. Bây giờ mình có một câu hỏi là nếu mà cho chị nuôi một con chó và một người con trai thì chị sẽ chọn nuôi cái gì? Nuôi con gì ạ? Nuôi con chó. Để to lên. Nuôi con chó. Chị cho biết lý do được không? Bởi vì thịt chó ăn ngon hơn thịt con trai. Thế là mục đích của chị nuôi chó là để thịt. Nuôi gì cũng để thịt hết. Để ít. Nhưng mà con trai thì có cái gì để thịt ạ? Con trai thì mình có thể chế biến là nấu canh. Không, ý con trai đây là con người đấy ạ, chứ không phải con trai nuôi để lấy ngọc đâu. Không thịt được, không nấu được thì không nấu được thì mình hít về. Xin chào bạn, thì hôm nay mình có một câu hỏi vui muốn hỏi bạn, thì liệu bạn có sẵn lòng trả lời không ạ? Mình sẵn sàng ạ. Câu hỏi vui của mình như này, giữa con trai và con chó thì bạn thích nuôi con nào hơn ạ? Mình thích nuôi chó hơn ạ. Nuôi chó hơn anh em ạ. Thế tại sao bạn thích nuôi chó hơn? Bởi vì là chó thường trung thành hơn. Với cả là chó thì mình muốn làm gì thì làm. Con trai bạn mình cũng trung thành mà. Con trai cũng nhiều, con trai các bạn cũng muốn làm gì cũng được mà, con trai rất là dễ chiều lòng con gái ạ. Thế tại sao bạn lại thích con trai cũng có những cái thứ mà bạn nói như là như con chó đấy, thì tại sao lại thích con chó hơn? Theo mình biết thì con trai nó xếp dưới cả con chó. Nên là mình sẽ nhận nuôi con chó chứ không nhận nuôi con trai. Con trai không bằng con chó anh em ạ. Theo nghiên cứu thì con trai nằm dưới con chó mà, xếp sau cùng. Đau khổ lắm anh em ạ. Xếp dưới con chó luôn. Bạn có người yêu chưa? Bạn có người yêu chưa? Sao mình biết thì bạn có người yêu rồi đúng không ạ? Mình thì chưa có người yêu, mình chỉ có chồng sắp cưới thôi. Hy vọng chồng bạn sẽ nghe được câu này, chồng bạn không bằng con chó. Cảm ơn bạn. Cảm ơn anh chị. Xin chào chị. Thì hôm nay bọn em có một câu hỏi vui muốn hỏi chị, thì chị có sẵn lòng trả lời câu hỏi này không ạ? Chị sẵn lòng. Vậy thì câu hỏi vui của em như sau ạ. Thì giữa con trai và con chó thì chị thích nuôi con nào hơn ạ? Chị ghét chó. Nhưng mà cũng không hẳn là thích con trai. Thích thôi, không nuôi đâu. Bây giờ ghét chó nhưng mà vẫn không thích nuôi con trai. Thế thì bây giờ nếu mà có sự lựa chọn thì chị vẫn chọn nuôi con nào hơn? Thôi thì con trai vậy. Này quá. Thế chị đã có người yêu hay là chồng sắp cưới hay có chồng chưa ạ? Chị chưa có. Chị chưa có gì hết. Thế là chưa có. Thế là hy vọng anh nào mà xem được cái video này lên là bắt đầu tán đi. Chị sẵn sàng nuôi con trai hơn con chó. Thế xin cảm ơn chị vì câu trả lời của chị ạ. Xin chào bạn. Hôm nay bọn mình có một cái câu hỏi vui muốn hỏi bạn, thì bạn có sẵn lòng trả lời câu hỏi này không ạ? Được. Vậy thì theo quan điểm của bạn thì bạn thích nuôi con trai hơn hay con chó hơn? Nuôi con trai hay nuôi con chó? Thế chắc chắn là nuôi con trai rồi. Tại sao bạn lại thích nuôi con trai hơn con chó? Tại vì con trai hiểu mình hơn con chó. Con trai, đúng là con trai có hiểu mình hơn con chó, nhưng mà con chó cũng hiểu mình à? Bạn buồn thì nó cũng nghe đến quấn quýt, nó quấn quýt bên bạn mà. Nhưng mà không phải con chó nào cũng hiểu được như thế. Được. Một người đánh giá con trai cao hơn con chó. Vậy thì theo quan điểm của bạn thì bạn thích nuôi con trai hơn hay là con chó hơn? Em thích nuôi con chó hơn. Mình thích nuôi con chó. Con chó. Xin chào các bạn, thì mình xin giới thiệu đây là em Quý ở phòng tổng hợp. Thì em có thể dành cho anh một phút được không? Một phút thôi. Dạ vâng, cho anh hẳn 5 phút ạ. Thì bọn anh có một câu hỏi vui mà muốn em trả lời một cách tự nhiên và thật lòng nhất. Thì em có sẵn lòng trả lời? Dạ vâng, em sẵn lòng ạ. Thì câu hỏi như sau. Giữa một con chó và một người con trai. Người con trai là không phải con trai nuôi để thịt đâu, mà là người con trai có cái ấy ấy.
Thì em sẽ... Thì em sẽ nuôi con nào? Em nghĩ là em sẽ nuôi con chó. Em có thể cho biết lý do mà em thích nuôi con chó không? Tại vì con chó dễ thương, nó đáng yêu và nó trung thành. Nó có thể, mình có thể mang nó đi khắp nơi. Và đặc biệt là mình có thể làm bất cứ điều gì với nó. Ê, tại sao em lại lựa chọn con chó? Mặc dù con trai cũng có thể làm những cái điều như thế. Vì con chó nó đáng yêu hơn và con chó nó dễ thương hơn. Mình... Ê, bạn có thích ăn thịt chó không? Xin hỏi thế. Dạ em không. Really? Yes. Chốt lại là người yêu của bạn Quý sẽ không bằng một con chó. Ok. Bạn có muốn gửi lời xin lỗi với lại người yêu của bạn không? Em xin lỗi, em sai rồi. Được chưa? Thì mình xin giới thiệu, đây là chị Hồng, gái già ở bên online. Vâng, em chào chị ạ. Rồi, ok. Chị có thể dành cho em một hoặc là 2 phút để em hỏi một câu trả lời không? Được, 15 phút cũng được. Chị nhớ nhá, 10 phút. Ok, thì em có một câu hỏi vui dành cho chị. Thì chị có sẵn lòng trả lời không ạ? Có. Đầu tiên là chị có người yêu chưa? Chị chưa. Chị có thích ăn thịt chó không? Không, chị không thích ăn thịt chó. Ok, thì bây giờ cho em hỏi, giữa con chó đẹp đẹp ấy, không phải con chó xấu đâu, và một người con trai là đâu ấy, chứ không phải con trai nuôi Lý Ngọc đâu, thì chị thích nuôi con nào hơn? Nuôi con chó hơn. Chị có thể cho em biết lý do được không? Con trai khó nuôi hơn con chó rồi. Con chó dễ nuôi hơn. Không mà... Chị không thích bao trai nhá, ok? Không thích bao trai nhá, không thích bao trai nhá. Chào em. Thì hôm nay anh có một câu hỏi vui muốn hỏi em. Thì em có dành cho anh một chút thời gian anh hỏi câu hỏi không? Vâng anh. Vậy thì theo quan điểm riêng của em, nếu mà em được nuôi một con chó hay là một con trai, một người con trai, thì em sẽ thích nuôi cái gì hơn? Con chó. Tại sao em lại thích luôn chó hơn? Thì càng sâu biết là thấy dễ hơn. Con chó dễ nuôi con trai á? Thì nhưng mà theo anh là con trai là nói về bạn trai hay là con trai của mình? Người con trai. Bạn trai, người yêu ấy. Thì em chọn là bạn trai. Đây là bạn nữ này chọn nuôi bạn trai hơn là nuôi chó. Đây, theo bạn thì lý do gì là bạn sẽ chọn nuôi con trai hơn là con chó? Em không biết trả lời cái gì nữa. Em có thể nói theo quan điểm của em, vì em đã chọn nuôi con trai rồi thì em có thể đưa một số lý do để em chọn nuôi con trai. Thì con trai thì là người yêu em thì em nuôi thôi. Hay lắm. Đây nhá, thêm một người nữa đã chọn nuôi con trai hơn là con chó. Nên là anh em xem xét nào, anh nhanh chân không hết chỗ nhá. Xin cảm ơn em về câu trả lời của em. Theo quan điểm riêng của chị thì chị thích nuôi con trai hơn con chó hơn? Con trai hơn. Tại sao chị thích nuôi con trai hơn? Chị không thích chó. Chị không thích chó. Nếu giả dụ như mà chị cũng thích nuôi chó, thì chị sẽ lựa chọn giữa nuôi con trai hay nuôi con chó? Nuôi con trai. Lý do gì chị lại chọn nuôi con trai hơn? Chị thích con trai. Chị thích ở điểm nào ạ? Nó giống chị hơn. Con trai giống chị hơn, con trai vẫn khác chị mà khác giới mà. Nhưng mà chó với chị khác hẳn nhau, còn con trai ít nhất còn điểm tương đồng với chị nên chị vẫn thích con trai hơn. Chỉ vì chị có nhiều quan điểm thôi ạ, chứ còn chỉ có nhiều điểm chung thôi ạ. Còn một cái điểm gì đặc trưng mà chị thích nuôi con trai hơn không? Đặc trưng rõ ràng một tí ạ. Chị không thích ăn thịt chó rồi. Chị không thích ăn thịt chó mà, nên chị chọn trai mà. Nghĩa là theo ý chị là chị không ăn thịt chó và chị thích ăn thịt con trai phải không ạ? Đúng rồi.
the fucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Thích ăn thịt con trai. Thế chị đã ăn được con người con trai nào chưa? Nếu ăn được rồi thì bây giờ không thì bây giờ là úp sọt được rồi. Chị sắp chưa ăn chưa? Bao giờ mày thấy chị cười là chị ăn được? Sắp thế là đã có đối tượng sắp bị ăn. Đối tượng sắp bị ăn. Vậy xin cảm ơn chị về câu trả lời của chị ạ. Okay. Theo quan điểm riêng của em ấy thì em thích nuôi con trai hơn hay con chó hơn? Em thích nuôi con chó hơn. Tại sao em thích nuôi con chó hơn? Vì em yêu chó mà. Em chó thì em không yêu con trai à? Em không biết. Em hay sao em không biết? Em thích con gái hơn. Em thích con gái hơn. Này hơi nghi vấn về giới tính không ạ? Thế bây giờ ví dụ như là em thích con trai, thích cả con trai thì em sẽ lựa chọn nuôi con trai hơn hay con chó? Nuôi con chó. Nuôi chó cái đặc điểm nào của con chó hay là cái tính cách hay là như nào con chó mà em thích nuôi con chó hơn? Nó dễ thương. Về tỷ tại vì là nó rất là quý em nên em thích. Con trai tùy con chó cũng tùy mà. Tại vì đến bây giờ em vẫn chưa có người yêu nên em không thích con trai. Vì lý do là em không thích con trai nên đến bây giờ em mới không có người yêu chứ không phải là vì em chưa có người yêu. Chưa có ai thích em hết. Đấy đấy, có anh vừa nhận kìa, có anh vừa nhận kìa. Thế bây giờ ví dụ như anh kia, bây giờ ví dụ như anh kia có bây giờ thích em, bây giờ em thích nuôi anh kia hơn hay là con chó hơn? Em còn phải xem tình cảm của anh ấy như nào đã. Đây anh đứng lại cho em 90 phút nào. Bây giờ bạn ấy muốn biết tính cách của anh để bạn ấy xác nhận là nuôi anh hay nuôi con chó. Đấy thì anh có ý kiến, anh có muốn nói tính cách của anh như nào để bạn ấy lựa chọn không? Mình có người yêu rồi. Thế là anh ấy đã có người yêu rồi. Em biết mà, em chọn nuôi chó là đúng mà. Rất tiếc là bạn... Ví dụ, anh đẹp trai kia có người yêu chưa? Chưa đúng, chưa đúng. Anh chưa có người yêu đúng không? À đúng rồi. Thế đây, bây giờ anh chưa có người yêu, bây giờ nếu mà bạn thích anh này không? Giả dụ thôi nha. Giả dụ ok. Cứ giả dụ thôi cũng được. Đấy, mà ví dụ như anh để có người yêu, như anh đẹp trai như này. Đấy, thì bạn sẽ thích nuôi anh đẹp trai như này hơn hay là con chó hơn? Nhưng tại vì sao là không phải là anh ấy nuôi em mà em phải nuôi anh ấy ạ? Không, đây là một cái câu hỏi thôi. Nếu là bạn nuôi con trai hơn hay con chó hơn? Sự lựa chọn của bạn nếu mà được nuôi. Em sẽ nuôi con chó hơn. Tại vì em không thích nuôi người đàn ông của mình. Anh đẹp trai như này không bằng con chó. Tại sao lại đối xử với anh như thế? Đấy, anh đẹp trai như này không bằng con chó. Đó. Không phải. Đấy không phải điểm, không phải điểm nào. Vì con chó thì nó mới cần mình nuôi chứ còn người đàn ông của mình thì phải nuôi mình chứ. Đúng. Mình có người con trai có thể nuôi bạn nhưng bạn có thể nuôi lại người ta còn khác mà. Người con trai sao? Nếu mà dùng từ khác, từ chăm sóc hay gì thì đúng hơn chứ còn nuôi thì em không thích dùng từ đấy. À được rồi, cảm ơn bạn. Thế thì mình không dùng từ nuôi đấy. Mình dùng từ thích đi. Thích con trai hơn hay con chó hơn? Thích anh đẹp trai hơn hay con chó hơn? Thích cả hai được không? Không có một cái phân biệt nó hơn và kém. Cái nào rõ rệt hơn? Thì em sẽ thích con trai hơn. À, thích con trai hơn. À, thì điểm nào thích ở con trai hơn? Vì thích sự quan tâm, chở che chở. Đấy, một người đấy anh đẹp trai này sẵn sàng làm bờ vai cho em. Đấy. Một người con gái nữa đã xác nhận là thích con trai hơn. Đấy, khả năng là sẽ nuôi con trai. Đấy. Không, thích thôi chứ không nuôi. Đấy, thích chứ không nuôi. Có thể, đấy là có thể. Đấy thì cũng cảm ơn em vì đã trả lời câu hỏi của anh. Thì chúc em sẽ có một ngày 20 tháng 10 vui vẻ. Vâng ạ, em cảm ơn anh. Thì chào Hạnh, bạn có thể dành cho mình một vài phút để mình hỏi một câu hỏi vui nào. Được. Rồi, thì mình xin đặt cho bạn một câu hỏi như sau. Bạn trả lời một cách gọi là chân thành nhất và từ trong trái tim của bạn đưa ra nhá. Thì giữa một người con trai và một con chó thì bạn thích nuôi con trai hay con chó hơn? Mình thích con trai hơn. Thích nuôi cơ? Mình thích nuôi con trai hơn. Quan điểm mà tức là những cái lý do mà bạn thích nuôi con trai hơn
Bởi vì con trai là một con người và sẽ có suy nghĩ rồi hành động và... Không có con người. Không biết. Thế bạn có thể so sánh giữa con trai và một con chó nó có đặc điểm gì giống và khác nhau, ưu và nhược điểm? Giữa con trai và con chó. Con trai thì nó sống ở dưới nước, còn con chó không, con trai là đàn ông con trai. Con trai là con người, còn con chó là con vật. Về tính cách hay là về phong cách hay là những cái gì mà bạn có thể thực hiện trên trên hai cái thứ đó, trên hai Ví dụ như là con trai thì mình có thể cắn nó, còn con chó mình cắn nó cắn lại mình ngay. Hay lắm. Thế, nhưng mà con chó thì tôi được biết là nó sẽ trung thành hơn con trai. Theo quan điểm của bạn thế nào? Trung thành hay không là ở mình mà. Bạn có thể nói chi tiết hơn. Mình bỏ bùa để con trai nó không trốn được đâu. Chết rồi. Tức là bạn nào muốn có bạn trai trung thủy thì hãy liên hệ với bạn Hạnh ở phòng tổng hợp nhé. Rồi, thì mình có một câu hỏi cuối cùng. Cắn rồi. Thế bạn là thường làm gì trên người con trai? Nói chuyện. Ví dụ như là hôn hít hôn này, ôm này, cắn này là gì ấy? Không làm gì cả. Thế người con trai của bạn bị yếu sinh lý à? Cái đấy chưa tìm hiểu. Ok, thì mình vừa vòng quanh một vòng công ty. Thì sau khi mà đã phỏng vấn một số chị em phụ nữ thì nhóm cũng rút ra hai điều. Điều thứ nhất là anh em mình xếp dưới con chó. Và điều thứ hai là nếu mà anh em nào muốn được các chị em yêu thương hay là được cưng chiều thì hãy cố gắng học theo một con chó. Rồi, thì cuối cùng nhóm cũng xin thay mặt tất cả các anh em gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến tất cả các chị em nhân ngày 20 tháng 10. Các người chúc các chị em có thêm thật nhiều sức khỏe, luôn luôn xinh đẹp, hạnh phúc bên gia đình. Ai chưa có gấu thì có thể ôm chó, mà có gấu rồi thì ôm gấu mà... Còn ai chưa có thì cố gắng úp sọt lấy một anh. Đây là một bạn gọi là trốn thanh chó. Cứ quay đi. Tự nhiên kiểu gì cũng phải lên ảnh không? Đẹp mà. Quay đi. Kiếm cái gì? Đừng chút. Cái hôm tôi có quay không? Quay rồi. Quay đầu tiên luôn. Cho xem hương luôn. Hương thôi rồi luôn. Rồi. Chị sẽ so sánh giữa một chồng chị và một con chó thì chị sẽ so sánh ở những quan điểm nào? Ê, tí anh Đức anh với anh Diết đi bây giờ. So sánh chồng với chó. Thằng này dẹp ngay. Tí anh về anh đuổi ra khỏi nhà bây giờ. Thôi không, sức bạn không phỏng vấn lại đâu. Giữa một người con trai và một người con và một con chó thì bạn thích nuôi con trai hay là con chó hơn? Mình thích con trai hơn. Không, đây là thích nuôi cơ. Từ, quay lại. Và cuối cùng thì nhóm cũng xin thay mặt tất cả các anh em chúc các chị em Thì vậy. Quên.